Tiếp nối cặp lại yêu thương ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị đến thăm hai bà cháu em Phùng Thị Thắm tại Tây Ninh. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống của hai bà cháu chỉ trông chờ vào mâm trầu nội mang ra bán mỗi ngày. Thế nhưng thời buổi này, người ăn trầu cũng không còn nhiều nữa thì gánh nặng trên vai nội lại càng nặng hơn. Nhưng có một điều mà chúng tôi luôn cảm thấy ấm lòng, đó là bất cứ nghịch cảnh nào, khi tình yêu thương được thắp lên thì mọi bóng tối sẽ lùi tan. Các cô ơi, buông cụ bà ngoại lên. 6 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, bà Tâm ở ngoài chợ nhiều hơn ở nhà. Thời buổi này ít ai còn ăn trầu, cả ngày cũng chỉ kiếm được vài chục ngàn. Hơn 80 tuổi đời, người bà tóc bạc da mồi vẫn phải cần mẫn bán từng lá trầu trái cao, kiếm tiền chạy chợ cho mấy bà cháu. Chị lo sao mà cho mạnh giỏi để nuôi cháu vài năm nữa nó khôn lớn, nó biết nó mình có đi mình yên chí. Cha mẹ đã mất vì bà bệnh, anh trai đi làm xa nhà, cô bé Thắm chỉ còn nội là người thương yêu gần gũi nhất. Có bà con cũng thấy vui rồi. Thôi nhất là bà mất. Bà mới học về. Nãy chưa ăn cơm này ở đây bán hộ mà nha. Mỗi ngày trôi qua ở ngôi chợ quê ấy, người ta lại thấy hai bà cháu cặp cùi bên mâm trầu, lại thấy Thắm ríu rít bên nội, và người ta lại kể cho nhau nghe về hơi ấm tình thân. Bởi duy chỉ có ở nơi gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại những tai ương của số mệnh. Mẹ già côi cũ thầm mong có con mang cần. Để con bà nội nó được hay con cứ học rồi rủi cho bà nội quá. Qua đây thì con cũng có lớn lên rồi con đi làm, con cũng có trí thức người ta cũng đỡ. Đây tình mẹ cô. No đói thì hai bà cháu vẫn có nhau, và quan trọng nhất là Thắm vẫn được đến trường.